Hello, xin chào các bạn, thầy là Lâm. Rồi trong cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu bị động. Thì câu bị động nó cũng là sẽ có chủ ngữ đi với lại động từ bình thường thôi. Nhưng mà nó khác ở chỗ là ở đây cái chủ ngữ trong câu bị động là nó là một cái chủ ngữ mà nó không tự mình gây ra cái sự việc, cái hành động đó, mà nó bị tác động hoặc là nó chịu tác động bởi cái đối tượng khác. Ví dụ như là cái bài báo cáo được làm bởi ví dụ như bởi anh John ha, thì cái bài báo cáo đó nó không có tự làm được mà nó được người khác làm, thì nó là đang bị động. Hoặc là ví dụ như là cái ngôi nhà được sơn, thì cái ngôi nhà đó nó không tự sơn được mà nó phải được được những người thợ sơn nó, thì những cái câu như vậy mình gọi là câu bị động. Thì cái câu bị động nó sẽ có cái cấu trúc chung, đó là chủ ngữ đi với động từ to be và đi với cái động từ chia ở quá khứ phân từ. Tức là mình có thể chia ở dạng quá khứ đuôi ed đối với những động từ theo quy tắc, và đối với những động từ bất quy tắc thì mình sẽ tra trong cái bảng động từ bất quy tắc, nó nằm ở cột thứ 3. Thì cấu trúc chung của nó sẽ là to be cộng với lại quá khứ phân từ. Rồi, còn đối với lại từng trường hợp thì thầy có ghi rõ ràng ra ở đây, các bạn có thể xem ha, các tương ứng với các thì thầy có cho ví dụ. Ví dụ như ở thi hiện tại đơn thì John writes a letter, thì khi chuyển qua thành thể bị động thì nó sẽ là A letter is written by John, có nghĩa là đầu tiên ở chủ động á, là anh John này viết một lá thư. Còn khi mà bị động, tức là mình đưa cái lá thư tới làm chủ ngữ, thì lá thư này, cái lá thư nó được viết bởi John đó. Rồi ví dụ như ở thi hiện tại tiếp diễn thì John đang viết một lá thư, thì khi chuyển thành thể bị động thì là một lá thư đang được viết bởi John. Thì đó, thì mình cứ chuyển qua thôi ha, đối tượng này làm gì thì khi qua bị động thì mình cho đối tượng làm chủ ngữ, sau đó là đối tượng đó được làm hay là bị làm bởi ai đó, thì đó sẽ là từ chủ động chuyển sang bị động. Thì các bạn có thể xem những cái ví dụ ở đây để hiểu rõ hơn về cái dạng này. Lưu ý ha, trong cái bài mà về thì á, thì chúng ta sẽ học là thì tương lai tiếp diễn. Nhưng mà thì tương lai tiếp diễn thì nó sẽ không thường không có chia ở dạng chủ động bị động, mà người ta sẽ thường áp dụng cho thì tương lai hoàn thành hơn. Cho nên thầy đưa ví dụ ở thì tương lai hoàn thành vào đây. Thì cái thì tương lai hoàn thành thì nó, khi mà các bạn lưu ý, khi mà nhắc tới tương lai thì nó sẽ có từ will hoặc là từ shall ha. Còn khi mà nói đến hoàn thành thì nó sẽ có dạng là have hoặc là has, đi với một cái từ chia ở quá khứ phân từ. Thì mình kết hợp hai cái lại với nhau thì tương lai thì sẽ có will. Còn sau will là động từ nguyên mẫu thì sẽ có have, học have cộng V3. Have cộng V3 là thì về hoàn thành. Thì kết hợp lại nó sẽ thành thì tương lai hoàn thành, will cộng với have cộng với động từ chia ở cột 3 quá khứ phân từ. Thì khi chuyển qua thành cái dạng bị động thì nó cũng sẽ là will have been ha. Nó vẫn giữ nguyên nguyên cái chữ will, chữ have, và nó chỉ khác là nó sẽ thêm cái chữ been vào, là ở để mà mình có cái dạng là to be đi với verb 3 đó, thì chia làm thì mình bị động. Tương tự thầy có thêm vào đây một cái dấu sao, đó là động từ khiếm khuyết. Cái này không có liên quan tới thì ha, mà nó chỉ là một đối với trường hợp đặc biệt, là đối với động từ khiếm khuyết. Mà các bạn lưu ý, động từ khiếm khuyết thì đi sau nó luôn là một cái động từ nguyên mẫu, mà ở dạng bị động á, thì chúng ta sẽ có dạng là to be đi về lại verb 3 ha, to be đi với verb 3. Mà to be đi với verb bắt buộc phải có to be đi với verb 3, thì có can ở phía trước, cho nên là sau cái chữ can này, chữ be sẽ luôn trở về trạng thái nguyên nguyên bản của nó là be ha, luôn luôn là be ha, can be, will be, should be, must be gì đó, tất cả sẽ đều là be hết khi mà đưa qua dạng bị động á. Đó, sau đó sau be là sẽ cộng với lại một cái động từ chia ở cột 3. Rồi, ok. Đây chính là cái phần cấu trúc của nó, chỉ có như vậy thôi. Còn tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động. Thì trong bài thi TOEIC á, người ta sẽ không bắt buộc các bạn sẽ chuyển làm những cái bài tập về chuyển bị động sang chủ động hay là ngược lại đâu. Mà cái phần này thầy sẽ hướng ra chỉ giới thiệu lại để các bạn nhớ, để các bạn sau này mà muốn sử dụng trong công việc hay là muốn sử dụng trong giao tiếp gì đó, các bạn muốn nói một sự việc mà ở dạng chủ động hay bị động á, thì mình sử dụng. Cái này là hồi xưa mình có học lý thuyết ở cấp 3 rồi, thầy sẽ nhắc lại ha. Thì đầu tiên á, các bạn nhìn sơ đồ cho dễ hiểu ha. Còn nếu muốn thì các bạn có thể xem thêm cái phần chữ ở đây, thầy có nói rất là rõ ràng. Thì đối với một câu bị động thì nó sẽ thường có 3 thành phần chính, đó là sẽ có chủ ngữ, có động từ và có tăng ngữ. Đó, phải có chủ ngữ nha, người ở đây hành động. Rồi, động từ là hành động là gì, và tăng ngữ là đối tượng bị chịu tác động, thì khi đó mình mới có thể đưa đối tượng tới làm thành câu bị động được. Ví dụ ở đây, anh ấy mở cửa. Bây giờ mình không muốn nói anh ấy mở cửa nữa, mà mình muốn nói là cái cửa được mở bởi anh ấy, tức là mình sẽ nói ở dạng bị động á, thì bây giờ mình sẽ đưa cái cửa này tới làm chủ ngữ ha, đưa cái đối tượng tới làm chủ ngữ.
Sau đó mình sẽ đưa cái chủ ngữ anh ấy là sau từ by là bởi ai, đúng không? Đối tượng gây ra là phải bởi ai? Bởi anh ấy. Sau đó cái động từ open này, cái động từ mở này mình sẽ đưa nó về dạng quá khứ phân từ ha, dạng đuôi ed này. Và đặc điểm cấu trúc của bị động là phải có to be cộng với verb 3, cho nên mình sẽ có một cái to be ở đây. Và to be ở đây thuộc vào thì nào thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thì của câu, cái câu chủ động. Mà câu chủ động ở đây các bạn thấy họ đang chia ở thì hiện tại đơn, thì động từ to be ở đây chúng ta cũng chia ở hiện tại. Vậy thì cái câu là anh ấy mở cửa sẽ trở thành là cái cửa được mở bởi anh ấy ha. Đó, ok. Rồi nó là như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử làm một vài bài tập nha. Ví dụ bài tập thứ nhất là các bạn thấy à có bốn phương án là bốn cái động từ nha. Rồi ở trên đây là đề bài cho mình là chủ ngữ nè. Chủ ngữ. Sau đó là có cái words là động từ to be rồi. Rồi sau đó là 2 days ago. Rồi vậy thì ở đây rồi các bạn thấy nó đã cho mình sẵn một cái động từ to be rồi. Vậy thì ở đây sẽ có hai trường hợp. Một đó là đi với động từ chia ed à, là ở dạng bị động, hoặc là đi với động từ thêm in là ở dạng chủ động. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái chủ ngữ và cái động từ đó là gì. Cái chủ ngữ ở đây là error, là nghĩa là lỗi, lỗi ha, bị lỗi. Và cái động từ ở đây là discover ha, động từ chung chung á các bạn. Khi các bạn xem bốn phương án thì các bạn có thể biết được cái động từ chung chung ở đây là từ nào, đó là từ discover, nghĩa là phát hiện ha. Thì cái lỗi này nó phát hiện à, liên quan cái gì tới phát hiện, thì cái lỗi nó không thể nào tự phát hiện được mà nó phải là được phát hiện, đúng không? Nó phải bị động được phát hiện. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn là một cái động từ chia ed ha, chia ở quá khứ. Câu C sẽ là phương án chính xác. Dịch ra là cái lỗi nó đã được phát hiện 2 ngày trước. Đó, rồi. Tương tự câu thứ hai chúng ta cũng thấy bốn phương án là có chung chung là từ sai ha. Từ sai là cái từ chung cho bốn phương án này. Sai có nghĩa là ký. Mà ở đây nghĩa là cái chủ ngữ ở đây là they. They là họ. Họ ký ha. Ký vào cái gì? Ký vào cái document. Ký vào cái tài liệu. Họ ký, vậy thì họ ở đây là tức là đang nói về người ha. Các bạn có thể hiểu nó là người. Nếu mà người ký thì rõ ràng là họ có thể chủ động ký ha, không có bị động. Câu này là một câu chủ động. Cho nên nếu mà câu chủ động có to be ở đây thì chúng ta sẽ chọn một cái động từ thêm in là câu B, có nghĩa là họ đang ký những cái tài liệu ha, ngay bây giờ. Rồi, làm một bài tập nữa nha. Câu thứ ba. Bài tập ở đây là các bạn thấy bốn phương án nè, có từ take place, text play rồi be vân vân ha. À, đây là một cái phrasal verb. Đây là một cái cụm take place có nghĩa là thực hiện, diễn ra ha, có nghĩa là một cái việc gì đó diễn ra. Rồi, đây là một cái từ đặc biệt à, các bạn rất dễ nhầm lẫn trong câu này. Rồi bây giờ mình đi xác định chủ ngữ nè. Chủ ngữ là the next cell meeting ha, the next cell meeting. Chủ ngữ là cell meeting có nghĩa là một cái cuộc họp bán hàng. Và cái cuộc họp bán hàng này nó đang là một cái vật ha, đi với từ diễn ra. Thì có thể các bạn sẽ hình dung nó là sẽ được diễn ra, đúng không? Được diễn ra, được tổ chức. Thì các bạn sẽ chọn vào cái từ là will này. Mình thấy ở đây có sẵn từ will, thì sau will sẽ là một cái động từ nguyên mẫu là từ be ha. Will be. À, be sau đó là be đi với verb là taken place là quá hợp lý, các bạn chọn vào câu B. Đó, tức là theo cấu trúc là như vậy. Nếu như mà các bạn nghĩ nó là câu B thì thầy cũng có thể hiểu hiểu được phần này. Tại vì ngày xưa lúc mà ngày lần đầu tiên mà thầy thấy cái từ này á, thầy cũng đã chia nó vào dạng bị động. Nhưng mà cái này là sai, không có chính xác. Mà đối với cái từ take place có nghĩa là diễn ra đó, thì khi nói gắn nó với một cái sự kiện ha, ví dụ như là một cái cuộc họp, một cái buổi tiệc hay là một cái tai nạn gì đó, thì đi với từ take place người ta sẽ không chia bị động mà người ta sẽ luôn luôn chia ở dạng chủ động nha. Tức là một việc gì đó diễn ra, một cái sự kiện gì đó diễn ra, một cái tai nạn gì đó diễn ra là nó diễn ra thôi, chứ người ta không có chia nó là bị động là được diễn ra. Các bạn lưu ý ha, take place đi với một sự kiện là chia chủ động. Cho nên câu này will chúng ta sẽ chọn là câu A, take place sẽ là chính xác. Rồi còn cái từ mà chia bị động các bạn có thể thấy á, khi mà đi với một sự kiện đó chính là từ hold. Rồi hold á, khi mà đi chia thành bị động nó sẽ trở thành là be held ha. Ví dụ như là the next cell meeting will be held next week, thì lúc này chúng ta mới chọn ở thể bị động, đó là từ hold này, cũng có nghĩa là tổ chức. Còn cái từ take place có nghĩa là diễn ra, thì chỉ ở chủ động. Nhớ nha. Rồi, ok, tương tự những bài tập còn lại các bạn về nhà làm. Ha, rồi có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy, hôm sau thầy sẽ giải cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem phần video hôm nay về bài về câu bị động, và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Bye bye.